Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính: Lập Thạch phát triển thương hiệu Thanh Long Giò Đỏ, Tam Dương tăng cường công tác phòng chống bạo lực gia đình, các ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 7 và sẽ tiếp tục duy trì hạn mức rút tiền là 60 euro, tương đương 65 đô la Mỹ một người một ngày. Ngoại trưởng Anh đã đến thăm Israel để trấn an các lãnh đạo nước chủ nhà về thỏa thuận hạt nhân lâu dài mà nhóm P5+1 vừa đạt được với Iran. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 3 năm thực hiện dự án phát triển cây thanh long giò đỏ trên địa bàn huyện Lập Thạch đã trồng mới được 100 ha trong vùng quy hoạch, đạt 100% kế hoạch. Cây thanh long giò đỏ đã trở thành cây làm giàu của nhiều hộ gia đình ở các xã thực hiện dự án với mức thu nhập khá. Với người trồng thanh long, đây không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Riêng tiềm năng của cây thanh long này thì nếu như chăm bón tốt mà đầu tư nước phân thì nó có thể cho thu hoạch 300.000 trên một trụ trên một năm, mà nếu là một hecta sẽ đạt được 300 triệu. Ngoài ra, thu nhập từ bán hom giống thanh long cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình trồng thanh long. Không chỉ tiêu thụ sản phẩm thanh long trong tỉnh, mà nhiều hộ còn nhạy bén, nắm bắt thị trường, đưa sản phẩm thanh long ruột đỏ ra các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội tiêu thụ, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2014, tổng doanh thu từ cây thanh long ruột đỏ của huyện Lập Thạch đạt hơn 12 tỷ đồng, riêng xã Vân Trục đạt hơn 10 tỷ đồng. Trong thời gian tới, thì chúng tôi xác định là sẽ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền trong nhân dân, thực hiện tốt cái việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thanh long ruột đỏ. Và đầu tiên là thực hiện theo cái quy trình Việt Gáp để tạo ra cái sản phẩm thanh long ruột đỏ có độ đồng đều và cái chất lượng cao. Thứ hai nữa là thực hiện cái việc tuyên truyền quảng bá thương hiệu ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các website. Vấn đề thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tập trung các cái điều kiện tạo cái môi trường cho hội thanh long ruột đỏ huyện Lập Thạch tiếp cận với các cái doanh nghiệp rồi các trung tâm thương mại để phối hợp sản xuất cái sản phẩm thanh long ruột đỏ theo đơn đặt hàng để cung cấp cho thị trường ở trong và ngoài tỉnh và có thể tiến tới là xuất khẩu. Hiệu quả kinh tế rõ rệt từ sản phẩm thanh long ruột đỏ tạo cơ sở cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lập Thạch. Tiêu chí số 7 về xây dựng chợ nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm từng bước xây dựng hệ thống chợ nông thôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Xã Trung Kiên, huyện Vĩnh Tường đã quy hoạch xây dựng chợ nông thôn một cách đồng bộ, hiệu quả. Được cải tạo vào năm 2012 và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ đồng, diện tích 4.500 m2, bao gồm 2 cổng chợ chính, 29 kiosk và nhiều hạng mục khác theo tiêu chí chợ nông thôn mới. Việc đưa chợ Cảnh Đá vào hoạt động đã giúp cho hàng trăm hộ dân trong xã mua bán, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh sự phát triển của các ngành thương mại dịch vụ. Hiện toàn xã có trên 300 hộ làm kinh doanh dịch vụ và buôn bán nhỏ, trên 500 lao động làm các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp xây dựng, giá trị ước đạt gần 40 tỷ đồng. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Trên địa bàn huyện Tam Dương đã từng xảy ra vụ việc đau lòng khi cha ruột bạo hành con gái. Tuy nhiên không thể chỉ vì một sự việc mang tính cá biệt mà có thể đánh giá Tam Dương là điểm nóng về tình trạng bạo lực gia đình. Minh chứng là trong nhiều năm qua, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện ngày một giảm cả về số lượng và tính chất. Các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình đều được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Với phương châm phòng hơn chống, trong những năm qua, huyện Tam Dương đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, nhân dân và các hộ gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình để người dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình và tích cực xây dựng gia đình mình trở thành một tế bào mạnh khỏe của xã hội, góp phần vào sự phát triển văn hóa, kinh tế xã hội ở địa phương. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã Đậu Tú giao cho Ban văn hóa xã
là cơ quan thường trực chủ trì thực hiện cái công tác phòng chống bạo lực gia đình, thì chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân đã ban hành quyết định thành lập câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và 4 nhóm phòng chống bạo lực gia đình ở khu vực thôn cõi để làm điểm, để nhân rộng cho 12 trên 12 thôn. Và chúng tôi đã thành lập đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình. Và chúng tôi cũng xây dựng một địa chỉ tin cậy để làm nơi cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình đến tránh và bảo vệ các cái nạn nhân. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như qua phương tiện truyền thông, qua các buổi tập huấn, hội nghị của các ban ngành đoàn thể hoặc lồng ghép trong những buổi sinh hoạt nhóm của các câu lạc bộ, những nội dung của luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em, luật bình đẳng giới, luật hình sự được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Đặc biệt, luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản, nghị định liên quan luôn được quan tâm triển khai với nhiều minh họa, dẫn chứng cụ thể. Từ đó giúp nhân dân nhận thức sâu rộng về truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam và hiểu rõ những tác hại của bạo lực gia đình gây ra. Giai đoạn hiện nay thì bản thân tôi thì cũng nhận thức được cái vai trò của mình trong gia đình qua các cái kênh thông tin truyền thông của xã như của huyện, của tỉnh. Thì tôi nói chung là cũng rất gương mẫu trong các cái công việc để các cháu cũng nhận thức được và noi theo, nhất là cái tình cảm với sự tôn trọng đối với nhau trong một gia đình đấy, và cái tạo điều kiện để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thì tôi cũng với cái bạo lực gia đình thì gia đình tôi là gần như là không có cái tình trạng bạo lực gia đình, mọi người đều quý mến và tôn trọng lẫn nhau. Với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, tình trạng bạo lực gia đình xảy ra ở huyện Tam Dương đang ngày một giảm. Các vụ việc đều được giải quyết ở địa phương và nhiều vụ mà nạn nhân và người bạo hành đã trở về chung sống hòa thuận khi có sự tư vấn thấu tình đạt lý. Nhiều gia đình đã nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình văn hóa, không có bạo lực và tích cực tham gia công tác phòng chống bạo lực gia đình. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thứ trưởng Tài chính Hy Lạp Dimitris Mardas cho biết các ngân hàng nước này vốn bị đóng cửa từ ngày 29 tháng 6 sẽ mở cửa vào ngày 20 tháng 7 và sẽ tiếp tục duy trì hạn mức rút tiền là 60 euro, tương đương 65 đô la Mỹ một người một ngày. Thông báo trên được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết sẽ tăng mức hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng của Hy Lạp vốn đang thiếu tiền mặt trầm trọng. Trong thông cáo phát đi cùng ngày, Bộ Tài chính Hy Lạp nhấn mạnh việc kéo dài tình trạng đóng cửa các ngân hàng tới ngày 19 tháng 7 là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ hệ thống tài chính và kinh tế quốc gia trước việc thiếu tính thanh khoản. Sau khi Quốc hội Hy Lạp thông qua gói biện pháp khắc khổ đầu tiên do khu vực sử dụng đồng tiền Trung châu Âu Eurozone yêu cầu, ECB thông báo nâng lên 900 triệu euro mức trần quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp, trong khi Eurozone bật đèn xanh cho các cuộc thảo luận về gói hỗ trợ thứ ba cho quốc gia này trong 3 năm. Ngoại trưởng Anh đã đến thăm Israel để trấn an các lãnh đạo nước chủ nhà về thỏa thuận hạt nhân lâu dài mà nhóm P5+1 vừa đạt được với Iran. Tại Jerusalem, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã công khai tranh luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về thỏa thuận trước khi đi vào các cuộc đàm phán riêng. Ông Netanyahu nói, nhà nước Do Thái muốn Tehran thay đổi hành vi trước khi các biện pháp chế tài kinh tế do Liên Hợp Quốc và phương Tây áp đặt được nới lỏng. Ông nói, điều đáng lo ngại là hiệp ước không đề cập gì đến việc Tehran kêu gọi tiêu diệt Israel. Ông Hammond nói, ông hiểu được những mối quan ngại của ông Netanyahu về thỏa thuận và thừa nhận rằng hành vi trong khu vực của Iran sẽ phải được xử lý trong những tháng và những năm sắp tới. Ngay sau ông Hammond, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng sẽ có chuyến thăm Israel vào tuần tới với mục đích tương tự là trấn an giới chức nhà nước Do Thái về thỏa thuận vừa đạt được với Iran. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại kỹ càng kế hoạch xây dựng sân vận động mới, nơi đăng cai Olympic và Paralympic mùa hè 2020. Chính phủ Nhật Bản thừa nhận vấn đề tổng chi kinh phí dự án hiện nay dự kiến lên tới 252 tỷ yên, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, đã không nhận được sự ủng hộ của dư luận nước này. Thủ tướng Shinzo Abe cũng bày tỏ quyết tâm xem xét lại dự án trên. Kế hoạch hiện nay được xây dựng dựa trên thiết kế của kiến trúc sư gốc Iraq Zaha Hadid, 64 tuổi,
từng giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi quốc tế của Trung tâm Chấn Hưng Thể thao Nhật Bản, JSC. Tổng chi kinh phí ban đầu là 130 tỷ yên, khoảng 1 tỷ đô la, nhưng gần đây chi phí đã tăng lên gấp đôi. Nguyên nhân chính khiến kinh phí dự án bị đội lên là do thiết kế của kiến trúc sư Zaha có kết cấu mái vòm khổng lồ hình cánh cung. Đã xảy ra hai vụ đánh bom liên hoàn tại một khu chợ ở thành phố Gombe, đông bắc Nigeria, làm ít nhất 49 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Nigeria đã xác nhận các vụ tấn công trên và cho biết số người thiệt mạng sẽ còn tăng do nhiều người bị thương rất nặng. Theo các nhân chứng, các vụ đánh bom xảy ra vào lúc 18 giờ địa phương, thời điểm khu vực chợ đang có nhiều khách hàng tới mua sắm lần cuối trước khi chấm dứt tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Nhóm phiến quân Boko Haram được cho là thủ phạm thực hiện các vụ đánh bom trên. Nhóm này thường là tác giả của các kiểu tấn công như vậy tại quốc gia Tây Phi này. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari từng tuyên bố tiêu diệt Boko Haram là ưu tiên hàng đầu của ông. Song hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng kể từ khi ông nhậm chức hôm 29 tháng 5 vừa qua. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21 đến hết ngày 22 tháng 7 năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và toàn bộ diễn biến của kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 15 nhiệm kỳ 2011-2016. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.